Ôi rồi chị Bơ, không ổn rồi. Thế nào đây? Bạn thân búp bê Barbie của em đã bị bắt cóc. Bắt cóc à? Báo công an, báo công an. Đừng, tụi bắt cóc nó bảo là báo công an, búp bê Barbie sẽ bị tiêu diệt. Thế chết rồi, bây giờ là phải đi làm nào? Giải cứu thôi chứ chị Bơ. Thông minh lắm. Đi, tính mạng quan trọng nhất. Đúng rồi, em lên đường tôi, người bạn búp bê Barbie của em ơi. Ờ đi thôi. Đây này, chúng nó bắt cóc bạn búp bê Barbie của em rồi. Rồi, kinh toàn. Ở trong này. To thế, như kiểu biệt thự ấy. Ui, bây giờ mình phải vào trong này để mình chuộc con tim à. Thế thì bây giờ phải đi dọn dẹp thôi. Ui, ở đây em cũng có thấy mấy bạn này này. Chắc là hình như nó cũng thông báo tất cho các bạn đấy. Đúng rồi đấy, búp bê Barbie là bạn thân của tất cả các mọi người mà. Đây là nhà màu hồng của búp bê Barbie hay sao ấy. Thì thôi, mình có nhiều người mà sợ nó gì. Ôi giời ơi, sao lại bị nhốt thế này? Bạn búp bê Barbie của em bị nhốt rồi. Ôi thế chết rồi, bây giờ giải cứu kiểu gì? Đồ ngu. Đây này, bây giờ mình vào ngôi nhà này để mình đi giải cứu ấy chị. Tưởng đi bẻ sắt. Ai ơi mà. Ui. Ở dưới này là một đống lộn xộn luôn này. Có cái áo của búp bê Barbie luôn. Sao vứt đầy nhỉ? Ai mà biết được. Nhưng mà sao mình không đi đừng cửa bị khóa à? Ôi trời ơi. Đồ ăn hại. Nó đã xả dung nham ở dưới rồi chị ạ. Nó lừa mình. Mà đây là cái con bắt cóc này. Đây là cái con búp bê Barbie xấu. Trời ơi, ma. Ma cái gì? Con đấy là kẻ thù của búp bê Barbie đấy chị ạ. Trời thế là... Là nó là hung thủ. Đúng rồi, nó ghen tị với vẻ đẹp của búp bê Barbie. Chết rồi, bây giờ là mình phải đi thôi. Ở sao có cái túi gì này? Em nhận được cái túi của búp bê Barbie ạ. Ôi giời ơi, thôi đi. Ấy, mở cửa ra. Rồi, bây giờ mình đi vào ống thông gió, mình đi xuống đâu đây? Ôi trời. Ôi giời, lại phải phá cửa gỗ ạ. Cứ em dùng tay để em đấm mấy cây thế nhỉ? Bấm nút, đúng rồi, bấm nút. Ôi giời ơi. Cái này nhô ra thì mình mới nhảy được. Đúng rồi. Ở dưới cũng là toàn là kiểu là màu hồng này là sô-cô-la. Really nigga. Anh ơi, sẽ màu hồng là sô-cô-la nhỉ. Đây trời bánh kem. Trời ơi, bún thật là ngáo ngơ các bạn ơi. Này, tường còn dải cả dán cả hình kẹo đây này. Ui giời ơi, cái con này nó độc chiếm cả cái nhà này rồi chị ạ. Cái áo. Cái áo làm cái cầu ạ. Nó biến mất được ạ. Chạy nhanh lên. Ây giời ơi. Ôi trời ơi. Ok rồi chị ạ. Em sẽ lụm cái túi của búp bê Barbie tiếp. Mình được lụm túi miễn phí. Rồi, bên mình lên đây. Lên đây, đi lên đâu? Lên, đây là phòng của búp bê Barbie này. Nhưng mà nó thành một đống lộn xộn rồi. Vì cái con kia nó phá đây. Có túi kìa, xuống nhặt túi đi em. Đây, cái sofa này. Rồi, em lụm được nhiều cái túi đấy nhỉ. Ui, cái giường đẹp chưa này. Giường này là giường của búp bê Barbie. Thật là chăn cũng màu hồng. Ý thì dụng. Nhưng mà đồ bạn này to ấy nhở. Chắc là bạn này cũng to. Bạn thân em mà, em không biết. Không, bình thường bạn em phòng bé lắm. Sao ở đây to ấy nhỉ. Rồi, wow, hình như đây có thang máy này. Thang máy gì mà có dây dựa gì ấy nhỉ. Xịn xò con bò phết ấy nhỉ. Được đấy. Đấy, nó bảo nó cảnh báo mà. Bạn mà không ấy, bạn sẽ bị đai. Bấm nút kìa. Không, mình đi vào đây. Ui chết rồi, bạn búp bê Barbie của em bị mê hoặc rồi. Rơi đánh son trước rơi là trả rồi. Đây này, bạn đấy bị mê hoặc, bây giờ bạn đấy biến thành người của chúng nó rồi. Đi ra đi, để còn đi chui vào đây làm gì có đường ra đâu. Mắt bạn đấy đỏ ngày xưa, bạn đấy xinh lắm mà. Từ khi mà bị con kia bắt cái nó xấu hẳn luôn đi chứ. Cho bạn đấy to gấp 10 lần đấy em ấy buồn. Em không biết luôn. Ôi giời ơi, chết rồi. Đây là phòng. Tú mềm, định làm gì hôn thế mà. Quáng. Sao mày ngu thế hả? Thêm em chị. Thêm cho bạn để bắt cho bạn để thêm em. Thôi, có mà ở đây chắc tay không bà. Đây này, son là vứt, son là bàn này này. Đây là bàn trang điểm này. Xem có lộng được cái gì không? Có cái lốt gì kìa. Đây, em bấm. Trời ơi. Ôi chân bạn ấy to, bạn ấy chạy nhanh quá. Một bàn chân của bạn ấy bằng hẳn người em luôn. Trời ơi. Rồi, bạn ấy không trèo lên đây được. Chết rồi, bạn em bị thôi miên rồi. Chết rồi, bây giờ giải cứu bạn ấy xong là về đưa bạn ấy đi cái gì chữa thôi miên, người ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Gọi là chữa bệnh. Đi chữa bệnh. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Ở dưới là một biển dung nham luôn mà. Nhảy xuống mà heo. Không. Ôi trời ơi, vừa nói xong thì nhảy xuống mà heo. Chị mồm thôi đấy nhỉ, em đang định nhảy anh ở trượt chân. Em gà thì có, là còn đồn bảo đổi chị tại chị. Đây, vào đây mình nhặt lụm túi đã. Mình lụm cái túi này đã. Lụm túi được cái gì nhỉ? Lụm túi về mình làm túi xách chị ạ.
Rồi, bên mình cần đi qua đây. Ui, chỗ này cầu bị gãy nha, chỗ này cầu bị gãy nha. Cẩn thận nha. Ui, chỉ đơn giản. Ui, bên này đến phòng sông hơi à? Ôi trời ơi. Xin vĩnh biệt cô. Lo sông em, lo sông em. Trời, trời khí này nó hết á. Khói rồi các bạn ơi. Trời khí này nó hết, mình mới đi qua được. Đấy. À, phải. Cái này, cái nút này biến thành màu xanh là mình đi qua được. Đấy, xài. Cũng dễ, cũng dễ. Tưởng cái cơ thông máy lại giật bẹp bạn này luôn. Rồi đi lên đây. Bình tĩnh anh em ơi. Ui. Cái gì ấy? À, tưởng bị chặn đường nữa. À, tường sập, tường sập. Mở tường ra, mở tường ra. Rồi. À, cái gì đây này, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Ôi, tí thì bị sập vào đầu. Tí thì lát biết đầu. Ôi, không ngủ thôi, không ngủ thôi. Làm nào bây giờ, chạy ra đi. Đây, 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 đây. Em biết rồi. Hay là mình phải chui xuống dưới. À, đúng rồi, mình phải chui xuống dưới này. Ôi giời ơi, thêm sợ. Ôi, cái đầu này là của bạn búp bê Barbie hả? Đầu này chắc là đầu của bạn bắt cóc thì có. Xấu đấy nhỉ, đầu còn bị hói đấy chứ. Mình được vào căn phòng nào đây? À, em nghĩ mình cần phải kích hoạt cái ổ điện này lên. Kích lên để mở cái cửa này thì phải. À, mở ra. Đúng rồi. Phòng này. Đấy. Để toàn tranh đẹp đẽ như này. Mà bạn kia đến phá. Ôi giời. Cái gì ấy? Đi qua cái màu vàng này có hình xếp là mình chạy nhanh ạ. Chạy nhanh. Ui, chạy nhanh thì với em đơn giản. Cua gấp, nhanh lên. Không sao chị bình tĩnh, cái này em đi phát qua thôi. Chị yên tâm. Ôi giời ơi. À, nhanh quá. Ai giời. Đi phát qua luôn, có màu qua bên kia. Không phải là mình sai mà là mình chơi gà. Ôi giời. Vun bây giờ Vun tự nhận là Vun gà rồi nha các bạn nha. Không sao. Một chút lầm lỡ của cuộc đời. Bây giờ sẽ vượt qua cái này cho chị xem. Một phát thôi. Cẩn thận. Ui giời, lụm luôn cái túi. Ôi, chạy nhanh à? Đây. Ôi, hết chạy nhanh rồi. Ui, thì cái cầu thang này to thế nhỉ? Rồi. Đi đâu đây? Quay. Lạnh thế. Vào phòng sông hơi. Sông hơi cái gì đây? Phòng điều hòa á chị ạ? Đây, khí điều hòa đấy. Nó còn đẩy lùi em luôn đây này. Thôi chết rồi. Vừa nhảy vừa chạy đi xem nào. Không cần chứ. Đấy, nhảy nó còn khó hơn ạ. Mình cứ đi thôi. Cái cũng dễ mà. Chị toàn xúi dạ em mà. Rồi, đi về phòng nào đây, đi phòng nào đây. Ui, bia nó độc chiếm, nó vẽ tranh lên này. Xấu quá, em không thể tả được cái tranh này luôn đấy chứ. Phòng nào nó cũng treo ảnh cái bạn này. Đã đen rồi, còn môi còn thâm. Cái màu ấy. Cái này nó có trong suất nhỉ? À. Toàn sống. Toàn thật rồi vui em. Biết ngay mà, thấy trong suất là thấy điểm rồi nhỉ. À đây, mình cần phải bấm nút này. Có nút. Em không biết. Rồi. À, bấm nút này là nó thành một cái cây cầu hoàn thiện luôn. Thế là mình phải đi bên này, bấm nút bên này nữa này. Đúng rồi. Chính xác là như vậy. Có túi cần, có nhặt luôn túi không? Có chứ. Nhặt hết, dụng hết. Túi này chắc tí mà không ấy thì về bán. Cái gì về em đưa lại cho bạn búp bê Barbie của em. Chị xin một cái, tham đấy. Được, em này tặng chị ra một cái. Cái gì đây? Ui giời, tưởng dụng có cái khí nó đỡ mình rồi. Có khí đỡ mình thì nó lại trèo lên đây. Kiểu trèo cầu thang lắm thế nhỉ? Nhà này nắm tầng thật. Mình lại phải tự tạo cây cầu cho mình rồi. Không nhảy qua cho nhanh nhỉ? Nhảy không được đâu, đường này nó xa lắm. Thấy chưa, cao xa như này. Đặt xuống. Để thoát thôi, thôi để thoát. Không đặt được. Ở đây. Ok. Nhặt lụm lại. Không lượm được, bên mình phải đi nhặt từng cái một ạ. Ôi giời ơi. Cái tươi nhờ. Em sẽ đi nhặt từng cái một cái đã. Các bạn kia sẵn mình đặt mà cứ thế mà đi thôi á. Ồ, ảo thế nhở. Ai chơi bẩn thế. Này nha, đừng có cướp công kiểu đấy nha. Chơi kỳ à, chơi mà tự vượt qua đi chứ. Rồi, ok. Cái nhà này toàn màu hồng thôi. Lại bạn búp bê Barbie của em này, bạn ấy cầm cái túi rồi. Chắc đón em lên đấy. Không đâu, bạn ấy đang bị thôi miên rồi. Bạn này bây giờ có tên mới rồi chị ạ. Tên gì? Ghét búp bê Barbie. Ghét búp bê Barbie. Có nghĩa là bạn này thành quái vật rồi đấy. Ôi giời ơi. Ôi, lại vào cái phòng bạn ấy này. À, mình được tặng một khẩu pháo chị ạ. Bắn. Đây, bắn tiêu diệt bạn ấy là bạn ấy hẹo rồi. Sao bắn không mất máu này? Ảo thật đấy. Alo. À đây, bên ấy bắn mất máu này. Bạn đây quạt. Ui, bạn đây cầm guốc ạ. Bạn đây cầm guốc này nghe phải chưởng. Nhớ đầu. Này nhá, chúng mình từng có những giây phút là bạn thân rồi nhá bạn nhá. Đừng để tình cảm chúng mình chia rẽ đấy nhá bạn ơi. Bạn thân này là thân ai nấy no rồi các bạn ơi. Quá chuẩn luôn. Ôi ơi, bạn ơi.
bạn ấy quốc bạn ai ai bạn ấy cướp quốc đánh em đau quá. Thôi bạn bè kiểu gì đấy, bạn gì chơi kỳ à, tôi đến đây tôi cứu bạn mà bạn đánh tôi. Ôi trời ơi, rồi luôn, bạn đánh hẹo em luôn. Trời ơi. Bạn đánh tôi nữa đi. Bạn đánh tôi nữa đi. Ơ. Súng đâu? Súng em đâu rồi? Quá lô. Úi giời. Thôi bạn ơi, tôi không chạy tôi không thích chơi với bạn nữa đâu. Từ bây giờ chúng mình chia tay. Đấy. Chia chân luôn. Chia chân luôn rồi. Chia tay chia cả chân luôn. Ok. Trời ơi. Em nghe thôi. Em không kịp giải cứu bạn đấy nữa đâu. Em gì mà toàn những người vũ phu đây cầm cả quốc đánh em. Em nghĩ chúng ta chỉ cần thoát khỏi đây là vui lắm rồi. Đi giải cứu bạn anh à, bạn đánh cả mình luôn ạ. Ôi, rồi. Vẫn chưa thoát à? Đây chị ạ. Ôi trời ơi. Nhà đi giải thoát thì mà toàn phải trèo, leo trèo thôi. Nhà này khả năng, em nhớ nhà bạn em có 3 tầng, bây giờ khả năng lên 100 tầng rồi. Ôi trời. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Vẫn chưa thoát. Chưa đâu chị ơi, còn dài lắm. Ôi trời ơi. Ê, cái này nó tụt lại được. Em phải nhảy nhanh thôi. Rồi, chờ cái nó lòi ra. Rồi, cái kia lòi ra. Rồi. Tiếp tục cái thứ ba lòi ra. Nhảy đi, không là nó lại chui vào ấy. Không. Yên tâm. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Yên tâm, em đừng đại cũng chết mà. Cây thế nhở. Nào, nói ra nhanh lên nào. Ây da. Em biết thủ thuật rồi, Mỹ. Ôi, cái kia chui ra. Nhảy luôn. Rồi, cái này là... Cái đứa mình đến mà mình không di chuyển luôn mà. Nhảy đi. Đấy. Bình tĩnh đã chị. Nãy thụt ra thập thà thập thỏ. Nhìn cay thật đấy chứ. Ngừa nào được em. Em biết thử à? Thập thà thập thỏ. Mở cửa ra. Rồi, nãy chui vào ống thông gió. Ôi, ở dưới dung nham này. Ở dưới dung nham này chị ạ. Nó như thác á chị ạ. Thế lại có mà lướng người giết luôn người luôn đi. Đây là thác dung nham rồi. Mình cần kích hoạt hai cái ổ điện này lại. Mình cần kích hoạt hai cái ổ điện này. Ok, và đây lấy cái này ra. Nhưng mà kích hoạt lại được cái gì chứ? Kích hoạt chắc là không biết. Ồ, kích hoạt xong rồi. Nó tắt. Nó đánh sập hệ thống. Ok, hiểu. Sập hệ thống máy phun lửa. Thác dung nham lần đầu tiên chị nhìn thấy. Đang bấm điện ngắt cắt điện luôn đi chứ. Đấy, em bây giờ chuyển sang thành là bùn thợ điện. Rồi lên đây, có cái gì hot. Ây trời ơi, toàn những chứng ngại vật khó luôn đi chứ, nó cứ xoay vòng lên này thì rồi. Thì mình đợi em đến à? Đây mình cứ xoay xong mình nhảy lên đây à. Xong nó lại xoay, mình không cần hiểu kiểu gì. Em nhanh ở đoạn. Nay em nhanh ở đoạn thôi. Chị bà con gà con hả chị Bơ? Em là con gà lớn. Chị nói cho chuẩn. Ôi giời ơi, chết phần này nữa thì đúng rồi. Chết thế nào được nữa? May em ôi chết. Giời, lại phải phá cửa. Lại phải dùng tay không đánh giặc. Mà lại. Em nghĩ là mình lên cái phòng cassette rồi chị ạ. Lấy mình leo cả trăm phòng rồi. Phòng rộng thế. Ui giời, nó vẫn phải leo cầu thang gì ạ. Cực kỳ vất. Ôi giời ơi. Không những một bạn mà còn ba bạn luôn rồi. Bạn của em biết tiến hóa không? Tự nhiên một thành ba. Mà bé như này, thì bé bằng người em không? Ôi giời ơi. A, B, C, D à? Em trèo lên đây, bạn ấy trèo được không? Wow, vẫn đánh được em. Thôi, không ổn rồi. Không ổn rồi. Ôi trời ơi. Em lụng mấy túi ra, em lụng mấy túi. Chưa kinh chết thì vẫn phải nhặt cái túi ra. Em lụng mấy túi ra. Đây. Đau bạn ơi, bạn gì ơi. Rồi, để em tham cái túi thôi, không là em không mất máu đâu. Gần chết đến nơi. Rồi, bay lên nào, cùng bay lên nào. Lên. Nào, mình cùng bay cao. Ui xe, em luôn nách cái laser này. Ngày xưa em luôn nách suốt rồi, chị không nhớ à? Ba cái laser lệ. Nếu không học bài cũ, theo quên. Không sao đâu chị. Ôi, cái này dễ mà. Muối nó qua được không chị em con gái. Chị nói thế, chị xúc phạm con gà đấy. Rồi, tuôn cầu trời à. Đây này, ngày xưa bạn búp bê Barbie của em xinh như này này. Sao tự nhiên chị gặp lần đầu và chị thấy xấu kinh khủng tỏ. Tại bạn này lừa đấy. Đau quá đấy. Cho tuôn thì dậy đi bún. Rồi. Đi thôi. Lại trèo. À đây, có túi. Em lụm mình gần hết cái túi này luôn rồi đấy.
Rồi nhanh lên nhanh lên nhanh lên, đi về nhà là đi về nhà nào. Điểm về đích con khướt. Mình đi cắt treo vào đời chị đấy. Cắt treo dưới dung nham cơ. Đây mình đu cầm mày đu một cái là qua. Phiu phát biết dày một phát là chết luôn. Không quá đâu cười à. Đấy. Chị nhìn em đu ấy thì mừng cười không? Nhìn con khỉ ạ. Rồi, em thấy ánh sáng rồi nha. Em thấy ánh sáng rồi nha. Rõ quá. Em thấy ánh sáng rồi nha. Thế là cuối cùng mình thoát ra chưa? Biết. Ui giời, vẫn còn phải vượt chứng ngại vật nữa. Ôi giời ơi. Rồi. Đơn giản, mấy cái này cứ luôn lách qua thôi. Chả hiểu làm chứng ngại vật làm cái gì. Cái này cứ luôn lách qua thôi. Chả hiểu làm chứng ngại vật làm cái gì. Cái đấy em không để ý ở dưới nó là phân hay sao ấy. Cay thế nhỉ? Đây rồi. Kia có cái túi. Đây rồi. Ăn em đi. Cho hỏi cái tuổi. Rồi. Em thấy càng ấy càng chạy nhanh ấy nhỉ? Mình đi đâu đi? Đây bên này. Đây rồi, thoát rồi. Em chạy nhanh quá. Sao? Nhanh ẩu đoạn. Không sao. Cua. Ok. Ôi, đằng xa xa thì em có thấy gì điểm ấy nha. Điểm đến của em. Đây rồi. Đây lên mới là bạn bên Barbie của em này. Được. Tôi sẽ cứu bạn, bạn yên tâm. Okay. Ôi trời ơi. Nó gọi cả số bốt ra để nó ấy à. Tôi với bạn, lần này bạn lỡ tôi một ơn tình. Tôi sẽ tiêu diệt nó cho bạn. Mắt. Này thì đây, cầm quốc ra mà đánh này. Cầm quốc ra đây mà đánh này. Đánh thật đây, không phải đùa đâu, chạy đi. Bắn có 2 phát hẹo luôn mà. Giải cứu được bạn kia rồi kìa. Em giải cứu được rồi, nhưng em bắn con bom này có 2 phát rồi. Ôi, bạn đấy sẽ chết thế nhỉ. Rồi, bạn đấy sẽ về sẽ yêu em luôn. What the hell. Em thích thằng bạn này cũng hơn lắm rồi. Em chưa dám sủng nộ. Nào hôm nay anh Hùng đi cứu mỹ nhân đấy à. Đúng rồi, đấy bạn đấy nhỏ nhắn đáng yêu xinh xắn như này cơ mà. Vô duyên quá bạn này. Ôi trời. Vô duyên, bạn đấy đang vui mừng ấy. Bạn đang chúc mừng em đây này. Mày nhảy đi kia mà em bảo không vô duyên à. Búp bê Barbie ơi, sao lần này bạn đang nghĩ yêu thế nhỉ? Trời ơi. Đây là mày đây nha, trực thăng riêng kìa. Hãy đi về bạn ơi, chúng mình cùng đi về nào. Này ơi. Ôi giời ơi. Cái quạt nó chém một phát vào người em luôn mà. Đi về. Yes sir, em được về với cả búp bê Barbie rồi chị ơi. Nói chung là mình hôm nay là mình cũng có công trong công việc là giải cứu. Đúng rồi, bây giờ em về em, chị nghĩ cho em cái văn để tỏ tình đi. Không cần phải văn đi đến cầu hôn luôn. What? Kính thưa quan viên hài họ, kính thưa cái lọ cái chai. À, sau sự tìm hiểu của cháu và búp bê Barbie được một thời gian thì hôm nay cháu vừa cứu búp bê Barbie về, cháu xin phép được cưới búp bê Barbie luôn. Không, cái văn này ngại lắm, thôi bây giờ cứ đi đi xong tính tiếp. Đi. Rồi trước khi về thì các bạn hãy nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Bye bye, tớ về tớ cầu hôn búp bê Barbie đây.